Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực. Những việc làm ấy thể hiện sự tri ân, nghĩa tình của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Điện Biên đối với thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Liệt sĩ Đỗ Quang Khánh hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự bầu cử Quốc hội tại huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên vào năm 2011. Từ ngày anh hy sinh, gia đình vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của Công an tỉnh Điện Biên cũng như chính quyền địa phương. Con mất từ khi con 5 tuổi và từ khi ấy thì hàng năm con vẫn cảm nhận được sự quan tâm của ban giám đốc, lãnh đạo Công an tỉnh, hàng năm vẫn đến thăm và động viên an ủi ba mẹ con ạ. Đến năm con học lớp 7 thì con đã được đại diện cử của Bộ Công an cử đi sang Nga để tham quan và học hỏi. Những chia sẻ của cháu Đỗ Văn Ly, con gái liệt sĩ Đỗ Quang Khánh, là nỗi lòng của một người con không may thiếu vắng tình thương của cha từ khi còn nhỏ. Vượt qua những khó khăn thiếu thốn ấy, con trai liệt sĩ Công an Nhân dân Đỗ Quang Khánh là Đỗ Minh Quân đã nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha mình khi đang công tác tại Công an thành phố Điện Biên Phủ. Người con gái út là cháu Đỗ Văn Ly cũng luôn khắc phục khó khăn, quyết tâm học tập tốt với mong muốn được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an Nhân dân, tiếp nối sự nghiệp của cha và anh trai. Tuy nhiên, cháu Ly lại không đủ tiêu chuẩn về chiều cao so với quy định. Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo và được Bộ Công an chấp thuận để cháu được tham gia xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh trong Công an Nhân dân. Đoàn công tác do Đại tá Lù Minh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố Điện Biên Phủ đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình 6 liệt sĩ và một đồng chí thương binh là cán bộ Công an tỉnh Điện Biên hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tại các gia đình, Đại tá Lù Minh Phương chia sẻ, động viên thân nhân các gia đình mong muốn tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, đề nghị các gia đình đề xuất tâm tư nguyện vọng để Ban Giám đốc ưu tiên giải quyết. Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu nhân dịp này, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh để kịp thời thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn mình phụ trách. Tôi thấy rằng là cái sự là quan tâm sâu sắc của lực lượng công an đối với gia đình liệt sĩ là rất là quan tâm, rất nhất nhiệt tình và mang tính đạo lý là uống nước như nguồn. Không những quan tâm đến gia đình liệt sĩ mà quan tâm đến con em của gia đình nữa. Đấy, cụ thể là con em làm cái gì và cần đề nghị cái gì thì là gia đình là công an là đều có cái đáp ứng ngay. Cũng nhân dịp này, Đại tá Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên đã tới dâng hương hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên nguyện sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành, công an và nhân dân giao phó, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xác định hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là một trong những công tác quan trọng của Công an Điện Biên. Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, thắm đượm nghĩa tình đồng chí đồng đội vào các ngày lễ, Tết, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ấy, đã khơi gợi lòng tự hào, biết ơn người có công với cách mạng, với Tổ quốc và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Như hàng năm thì tiến hành rà soát các đối tượng chính sách liên quan đến lực lượng công an trên địa bàn và có tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thương binh thân nhân liệt sĩ vào dịp lễ Tết, và cùng với đó thì nắm tâm tư nguyện vọng để có hướng giải quyết hợp lý hợp tình. Thứ nữa là tiến hành
rà soát và đề xuất thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công trong lực lượng công an nhân dân, như là rà soát và đề nghị xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng là thương binh, thân nhân liệt sĩ, và trợ cấp khó khăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thì từ nguồn kinh phí của Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân và cái nguồn kinh phí do cán bộ Công an tỉnh Điện Biên cùng đóng góp để xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng là người có công trong lực lượng Công an Nhân dân. Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã vận động 100% cán bộ chiến sĩ đóng góp ủng hộ và trích từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân, Quỹ Tỉnh Nghĩa Công an tỉnh thăm hỏi thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, thực hiện trợ cấp hàng tháng đối với 5 con liệt sĩ là 90 triệu đồng. Đồng thời cũng hỗ trợ, trợ cấp khó khăn với người có công, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Từ đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh, người có công với cách mạng, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Điện Biên thêm thấm nhuần sâu sắc truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, luôn tâm nguyện tiếp tục và thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh xương máu, hy sinh cuộc sống của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.